đẹp quá. Trời ơi, cô vô khóc rồi. Chị đảm bảo là chú rể mà gặp em trong bộ đồ này chắc chú rể sẽ khóc luôn đó. Cảm ơn chị. Stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise chắc em đoán chú đại sẽ khóc nhiều hơn em. Vậy em khóc trước. Đẹp quá. Ok, vậy em sẵn sàng chưa? Đã. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than phải của em thôi đúng không? Không, của em ở trong kia. Tại vì em nhớ là cái sếp của nó rất là hoành tráng. Hồi hộp không? Dạ. Ok. Ok. Vậy là em sẽ thử nó trong hôm nay. Đúng rồi. Như là nó là 100% luôn á chị. Hiện tại bây giờ nó khoảng 60% thôi. Dạ. Nghĩa là mình sẽ phải thử một cái form mẫu trước. Sau nếu mà cần chỉnh sửa hay là cần fix lại số đo gì trước thì mình sẽ làm trong khoảng 1 tuần nữa. Chị nghe em, cái form này có vô được cái đầm hoàn hảo đó không? Ốm hơn hồi trước. Ôi dạ. Phải 2-3 kg đúng không? Dạ dạ. Nhưng mà chắc là em phải nhịn thêm một chút nữa để mặc vô được như cái eo của cô này. À, cái này là kỹ thuật riêng. Dạ. Có bùa phép trong này nên là cỡ nào cũng sẽ ra cái form này hết á. Ok. Ok, chuẩn bị. Ráng nhịn ăn, hóp bụng. Dạ. Rồi, chuẩn bị tinh thần nào. Có giống như trong em tưởng tượng không? Không giống hả? Nó đẹp hơn. Tại vì lúc mà em tưởng tượng nó không có cái độ chiếu. Em biết là nó sẽ có nhiều hộp thôi. Nhưng mà khi mà gặp trực tiếp á, em có thể thấy em ở trong đó luôn. Rất là long lanh. Nhưng mà rất là trong nha. Đặc biệt cái này á, khi mà em mặc lên cái phần da ở phía trên, nó sẽ giống như là những cái hạt đá nó leo lên người mình luôn vậy đó. Là không thấy cái lưới luôn. Sẽ chị nghĩ là mặc lên feel nó sẽ còn khác hơn nữa. Nhưng nhìn cái eo em thấy hơi thốn rồi đó. Không, eo này em hơi thoải mái rồi. Nó bằng nửa cái eo của em đó. Chắc chắn, chắc chắn vào là sẽ y chang luôn. Ok. Ok. Đây là first look của em rồi ha. Bây giờ quan trọng nhất là thử vào feeling của mình sẽ như thế nào ha. Em được thử cái quần luôn hả? Em sẽ thử toàn bộ hết luôn. Rồi mình sẽ thử một vài cái accessory ở trên đầu luôn. Để xem mình chọn cái look hoàn chỉnh như thế nào. Cảm ơn chị. Ok. Oh my god. Đẹp quá. Trời ơi, cô vô khóc rồi. Chị đảm bảo là chú rể mà gặp em trong bộ đồ này chắc chú rể sẽ khóc luôn đó. Chú rể biết em có bộ đồ này chú rể chặt em á. Cái áo còn hoành tráng hơn thì sao? Chắc em đoán chú rể sẽ khóc nhiều hơn em. Vậy em khóc chứ. Đẹp quá. Ok, vậy em sẵn sàng chưa? Dạ. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believed I will find you. Time has brought you to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand. Xúc động quá. Quá
đẹp. Em thấy sao? Em phải chỉnh lại váy chút xíu. Rồi. Em giữ cái eo rồi nè. Hoàn hảo ha. Thật ra cái này nó chỉ đang mới là 60% váy thôi. Tại vì hôm nay là mình thử form ha. Và chị đã xem coi thử mình còn chỉnh sửa cái gì nữa không. Thì em thích độ sâu của ngực hoặc là cách đính như thế nào đó, mình có thể chỉnh sửa một lần cuối. Chị thấy mọi thứ nó vừa vặn. Chị nghĩ là em nên kết hợp như thế nào với tóc và phụ kiện để tôn được chiếc váy này nữa. Chị nghĩ là chắc là chỉ cần một cái kiểu tóc thật là đơn giản thôi. Ví dụ như là bới thấp và sát ha. Tại vì mình cũng muốn khoe cái vai và gương mặt của mình đó, thì chị nghĩ là thật là đơn giản. Rồi mình sẽ thêm một cái cọng dây chuyền giọt nước, ví dụ như là cái chuyện mình thử hôm nay, để cho con cái xương quai xanh chút xíu thôi là đẹp. Cái hãy thích đó là nhìn nó giống như là cái áo quây nhưng mà thật ra là cái áo lưới sẽ rất là tự tin hoạt động. Đúng rồi, mà cảm giác giống như là những cái viên ngọc đá nó sẽ leo lên trên thân á, thì rất là xinh ha. Thế này là vừa đủ rồi. Bao nhiêu viên pha lê chiếu dữ vậy chị? Ôi trời, chị nghĩ chắc phải vài chục ngàn viên á. Vừa pha lê, vừa đá Swarovski, vừa kim sa, nói chung là rất là nhiều hạt mix vào. Ở đây là em thấy mặc dù là đính full hết nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều điểm nhấn không? Dạ. Có những cái chi tiết là những cái hạt nhỏ quanh hạt lớn. Có chi tiết là để giống như là cảm xà cừ vậy đó hả? Đúng rồi. Có những cái hạt ngọc riêng nữa nên là cái độ phản chiếu ánh sáng khác nhau. Đúng rồi. Tại vì nó lấp lánh và nó nhiều size và nó nhiều chất liệu nữa. Nên là khi mà lên trên sân khấu, khi mà đèn focus vào, đặc biệt ở đây là đèn hơi sáng rồi, nhưng mà nếu như mà em vào không gian tiệc cưới mà background là dim cái ánh sáng xuống thì chỉ cái chỗ này nó sẽ siêu lấp lánh luôn. Nguyên một cái váy như vậy chắc là kỳ công lắm. Vài tuần luôn chị. Từ lúc mà em đặt cho tới giờ là 4 tuần đó. Và mọi người đã làm liên tục để mà cho ra một cái chiếc váy. Hiện tại bây giờ thì cũng chưa xong lắm. Mình đang làm thử để cho em xem thử là chủ yếu phần ngực là phía trước thôi. Dạ. Còn phía sau mình cũng sẽ còn đính kết nữa. Vất vả rồi à. Cảm ơn chị. Quá đẹp luôn, giống như là công chúa vậy ha. Giống như lên thiên đường vậy đó. Dạ. Và đặc biệt là rất là trong ha. Dạ. Kiểu như là sáng lấp lánh, người có một chút ánh silver nhưng mà nhìn rất là trong trẻo. Chị có thấy cái sketch về decor của em á, giống như là vườn địa đàng đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là những cái này nó sẽ rất là phù hợp luôn. Đặc biệt là mình có cả một cái second stage đúng không? Cái dạ, đúng cái stage nhỏ để cho em cũng như thế này nè, để tụi em trong đọc lời thầy nguyện đồ vào với nhau. Mình nghĩ giống như là chú rể đứng ở đây, xong rồi đứng ở đây. Xong rồi. Không hết đúng không? Quá đẹp. Cảm ơn chị đã cho em một cái khoảnh khắc trọn vẹn này. Xin ngày hôm đó thì chắc là nếu như mà cái phần lên sân khấu của mình á, nó có một cái lối đi á, thì em ít nhất phải để cái lối đi nó khoảng 2.5 mét, nó tầm 3 mét đó chị. Ít nhất là 2.5 mét, tại nếu không thì cái váy nó sẽ quét rồi không có chỗ cho chú rể đi luôn. Và chất liệu á, nên là một cái chất liệu thì nó phẳng và nó trơn á, cái nói chung là trơn suốt hơn. Đúng rồi, còn nếu như mà nó là thảm cỏ hoặc là cỏ thì nó sẽ bị, tại vì đây là những cái phần đính bằng tay mà, nên có thể là nó sẽ bị móc vào váy, nên có thể hơi khó khăn trong di chuyển của em chút, nên mình chú ý cái phần này. Ok, em có muốn đi thử một chút xíu không? Rồi cái này rất là hay là lúc nào cái form váy nó cũng sẽ đứng thẳng như vậy hết á.